vào quy trình peel da tại nhà, bước đầu tiên chúng ta sẽ vệ sinh da bằng sữa rửa mặt Skin Effect Foam Cleanser. Sau bước vệ sinh da, chúng ta sẽ tiến hành vào bước peel chính. Dòng peel hôm nay chúng ta sử dụng đó chính là Pure Skin Peel của dòng peel Exception. Bắt đầu chúng ta sẽ lấy số lượng 0.5ml của Pure Skin Peel ra ngoài chén thủy tinh. Sau đó sẽ dùng cọ để quét đều lên trên bề mặt da. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ quét peel tránh những cái vùng nhạy cảm như khóe mắt, khóe mũi, khóe miệng. Ngoài ra với dòng peel Pure Skin, tác động giảm dầu nhờn, giảm sự hình thành của vi khuẩn trên bề mặt da sẽ giúp điều trị mụn một cách triệt để. Sau khi chúng ta quét đều peel lên trên bề mặt da thì dùng tay vỗ nhẹ nhàng để cho lớp peel thẩm thấu vào trong da, sau đó sẽ lưu lại trên da 3 phút. Lớp thứ hai chúng ta sẽ thực hiện tương tự như lớp thứ nhất. Sau khi quét đều lớp peel lên trên da 2 lần và để trên da mỗi lớp 3 phút thì bây giờ chúng ta sẽ dùng bông cô tông thấm nước và lau sạch lại bề mặt da. Quá trình này chúng ta sẽ lau nhẹ nhàng và lau cho thật kỹ. Kết thúc quá trình peel da với dòng peel Pure Skin của Exception, chúng ta sẽ thoa dưỡng phục hồi da với dòng huyết thanh hoa anh thảo của Wellsmart. Chúng ta tiến hành bẻ nắp ống thủy tinh, sử dụng nắp nhựa để gắn vào và nhỏ trực tiếp huyết thanh trên bề mặt da. Chúng ta sẽ nhỏ đều huyết thanh hoa anh thảo lên trên bề mặt da, sau đó dùng tay massage và vỗ nhẹ cho huyết thanh thẩm thấu đều vào da. Huyết thanh với chiết xuất của hoa anh thảo giúp giảm nhờn, hỗ trợ điều trị mụn, kháng khuẩn, kháng viêm. Những điều cần lưu ý sau khi peel tại nhà: đầu tiên chúng ta sẽ rửa mặt bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ sau 4 tiếng khi peel. Tiếp theo chúng ta sẽ cấp ẩm và nuôi dưỡng phục hồi cho làn da mụn với dòng huyết thanh hoa anh thảo. Đồng thời sẽ sử dụng HA gel để nuôi dưỡng và phục hồi cho làn da sau khi peel mỗi ngày 2 lần. Tiếp theo chúng ta sẽ cần phải chống nắng và che chắn kỹ. Trong 7 ngày đầu chúng ta sẽ không sử dụng tẩy tế bào da chết hoặc những sản phẩm mang tính chất đặc trị như retinol hoặc BHA. Sau đó 7 ngày chúng ta có thể sử dụng retinol 1.0 và sử dụng dòng HA gel để nuôi dưỡng và phục hồi da trong quá trình sử dụng retinol. Lưu ý không make up trong vòng 48 giờ, uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả để có nhiều vitamin nuôi dưỡng cho làn da. Liệu trình này chúng ta có thể làm lặp lại lần thứ 2 sau 10 đến 14 ngày.